chào dạ mừng vâng xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ lại lên cho cả nhà mình các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật thụy sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật à, vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video à, hy vọng rằng mọi người cũng sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em và mọi người yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo đó là số 08 58 58 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận và ngày hôm nay thì em cũng có về cho cả nhà mình các mẫu của Citizen này à, một cái thiết kế mà phải nói thực sự là rất là đẹp rất là xuất sắc luôn ừ, nếu anh chị nào một người thích về các cái dòng gọi là nhiều chức năng ấy, thì các anh chị sử dụng sang phiên bản đó là quá ok ngoài ra sẽ có các mẫu của Bonetti ngày hôm nay là cũng là một cái phiên bản thực sự rất là tuyệt vời với một cái mô hình siêu xe Uh, Citizen này, rồi là Ezeleoser, Burberry, Teton và một vài thương hiệu khác nữa. Và các anh chị mọi người yêu thương em thì cho em xin các lượt thả like ở video, cũng như là các lượt follow kênh. Uh, cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như là trong video ngày hôm nay nhé. Thì uh, không để mọi người đợi lâu thì uh, em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên thì uh, em sẽ uh, lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Teton. Một cái uh, thương hiệu mà các anh chị cũng đều biết là nó rất là uh, nổi tiếng với các cái thiết kế mà mang cái form kiểu dáng thể thao uh, Đây là một mẫu mà em có về là phun hộp Dạ vâng, giấy tờ, sổ sách đầy đủ Và em có đấu về cho cả nhà mình là còn mới nguyên zin và chưa qua sử dụng um, Bình thường thì các anh chị cũng biết là giả bản, bản này bình thường em đấu về là bán giá bao nhiêu đúng không ạ? Ngày hôm nay thì uh, phải nói là mỗi một ngày nó càng tiến đến ngày Tết nó sát gần luôn Nên là em cũng... Uh, như là chiên ân đến cho tất cả mọi người à, với phiên bản này thì sẽ có sai mặt đó là 43 và càng của phiên bản này đó là 50 mươi à, mẫu này là mẫu 6 kim ở đây nó có kim 24 giờ một ngày tức là mình sẽ biết được là nó đang là ban ngày hay ban đêm ví dụ như thời điểm lúc này nó đang là gần 7 giờ tối ạ đúng không ạ chỗ, chỗ này của nó đang hiển thị đó là gần đến 19 giờ đó thì mình biết là lúc này đang là 7 giờ tối tiếp theo là kim dây thì cái kim dây này nó sẽ chạy cho chức năng chronograph tức là chức năng bấm giờ thể thao thì khi mẹ em bấm vào đấy thì mọi người thấy là kim dây đang chạy và nó đang hoạt động rồi đấy và thời gian đo tốc độ tối đa thì nó sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ đây đấy nếu mà mọi người mà muốn dừng nhá thì các chị chỉ việc bấm dừng như thế này thấy chưa mình reset lại này đấy thì nó sẽ trở về cái vị trí đó là uh, số 12 đầu tiên đấy ngoài ra thì ở phiên bản này sẽ có đó là bộ kim với cả cọc số này nó sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém. Rất là đẹp luôn. Đây là viền. Đó, nó có một đường chỉ vàng ở bên trong nhé. Còn cái đường viền đường ở ngoài này thì mọi người thấy là cái đường viền này này, nó sẽ là một cái đường viền mà nó làm cho kiểu bóng sáng ý. không phải bóng sáng đâu mà gọi là kiểu trắng gương thì đúng hơn. Đấy, tông nền xanh, viền vàng, đúng không ạ? Chỉ vàng. Ở đây thì có viền thép trắng, phay xước, sáng bóng này sẽ kết hợp với nhau, núm nhá. Để sau đấy thì nó sẽ có mã của nó sẽ là technot T8B43. Độ chống nước của nó là 10 atm Ở phiên bản này thì nó sẽ sử dụng đó là một cái bộ dây silicon. Cái bộ dây silicon này thì độ đàn hồi của nó rất là tốt. Ôm tay và nó không bị mùi giống như dây da. Thế cho nên là mọi người sử dụng thì các chị hoàn toàn là yên tâm. Mà hai nữa làm với các cái phiên bản này thì dùng rất là thích luôn Cái dây này mọi người này Gấp nhá Vì nó là nó là cái dòng Người ta gọi là dây cao su non Đấy Đây Nó sẽ như thế này Đấy chưa Và giá hãng của nó đang là 38.500 yên Nếu mà mọi người mua tại các store Nó sẽ tương đương với tầm khoảng độ 6 triệu Mà này dành đến cho anh Nam tay vừa và hơi to một chút Đấy, và mẫu này thì uh, bình thường em đang để đó là 2250 Và hôm nay thì uh, em cũng sale cho cả nhà mình ở bàn này Còn 1 triệu 8 Nhờ vâng, 1 triệu 800 nghìn Mẫu này sẽ ở mã hàng đầu tiên Đó là mã 771 Mã 771 Tiếp theo sang ở mã 772 nhá Phiên bản 772 thì uh, lên tiếp cho cả nhà mình 772 12 à. à em lên cái mẫu này đi Cái mẫu này là mẫu cơ Nhưng mà mẫu này thì em cũng thanh lý luôn cho cả nhà mình luôn ở bàn này Đây cũng là giá thanh lý luôn Cuối năm rồi Vì coi như là Không còn mấy ngày nữa là Tết Thật sự là thời gian trôi quá nhanh luôn Đây là mẫu của Central League Champion Tức là Hansin Uh, tức là đây là một cái đội bóng bóng truyền à? hình như đội bóng truyền của nhật ý. đấy và đây sẽ là mẫu limited edition phiên bản giới hạn nhé mẫu này thì nó sẽ kỷ niệm cho cái giải xem à, uh, giải champion tức là giải giải đua của năm 2003 đấy đây hay là phiên bản kỷ niệm gì đó nói chung là tóm lại là nó là một cái phiên bản kỷ niệm cho cái sự kiện gì đó của năm 2003 ấy. nó có một lịch ở vị trí góc 3 giờ và lưu ý cho em này đây là mẫu cơ tự động nó có cả trợ có tay đi kèm chứ nó không phải bàn pin nha cơ ạ đấy thì khi em lên cót này mọi người thấy nghe thì tiếng cót rồi ạ và đang chạy nó đang hoạt động trên này nó sẽ là sáng bóng cạnh viền cong ôm nhá nó giống như một cái hình hạt xoài và đằng sau đáy đây thì tổng số lượng của họ là 2003 Tức là phiên bản kỷ niệm cho năm 2003 ấy, Vì thế cho nên là người ta chỉ sản xuất ra 2003 chiếc Và bản này là bản thứ 589 trên 2003 chiếc đây là mẫu limited edition phiên bản giới hạn automatic, độ chống nước của nó sẽ là 3 TM. Steel UK. Đấy có đầy đủ phần thông số luôn. Các anh chị mọi người cứ tìm về cái đội bóng đội bóng Hansin á. Hansin Tiger thì 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 sẽ ra về tiểu sử của đội bóng này luôn. Đấy thì đây là một phiên bản kỷ niệm. À, và đây là mẫu cơ tự động nhé mọi người nha. Dây này. Đấy, dây, chốt khóa, nguyên zin, tác mã của nó này, cũng sẽ có đầy đủ. Đây là có tem của nó này. Đấy, 24.000 yên. Tức là nó tương đương với khoảng độ tầm gần 5 triệu đối với phiên bản này. À, mẫu này thì có size mặt đó là size 36.6 và càng của phiên bản này đó là 47.3. Mẫu này dành đến cho người đẹp đấy Anh nam tay vừa và hơi to nhé. Cái này thì nếu như mà để mà đẹp thì phải tay 17 trở lên cơ Còn nếu như mọi người mà Anh Nam nào mà thích ở mẫu này Nhưng mà tay 16 thì mọi người vẫn có thể đeo được ở phía bàn này Đấy vì như cổ tay của em là 16.5 À nếu mà cổ tay 16.5 Thì bây giờ mọi người sẽ đeo lên như thế này Đấy Và mẫu này thì uh, em cũng để chiên luôn 2 triệu 450 nghìn 2 triệu 450 nghìn Bàn này sẽ ở mã 772 Tiếp theo sang ở mã 773 73. Em lên mẫu Citizen đi Cái mẫu nhiều chức năng lúc nãy nhá Đây ạ Cái bản Citizen này thì em có về là hộp này Của Citizen Nói chung là khi mà nhắc đến Citizen thì Mọi người không xa lạ gì rồi Quá quen thuộc với cả Citizen Cái bản Citizen này nó về rất nhiều Đây là sổ sách này Các cái hướng dẫn nếu mà anh chị nào một người mà chơi đam mê về cái dòng Citizen Eco Drive này thì em nghĩ chắc chắn là mọi người sẽ biết đến với phiên bản này. À họ có cả hướng dẫn cách cắt mắt như thế nào nha. Đấy đây là cách cắt mắt này. bàn này về đầy đủ giấy tờ luôn. đây, cái này thì từ nhật về là là ở bàn này có một cái cái đục mắt đây này mọi người này và người ta có hướng dẫn này đấy đẩy ra đẩy vào như thế nào này đấy thì người ta sẽ có hướng dẫn đầy đủ đấy thì mọi người chỉ việc làm theo cái hướng dẫn này thôi đúng không ạ đây là cái cắt mắt nha đấy thì sẽ có đầy đủ như vậy là hàng về như nào là em sẽ trả hàng như vậy cho cả nhà mình nhé nên mọi người hoàn toàn yên tâm cô mẫu này mới lắm mọi người ạ mới lắm Đây là mẫu Citizen Tổng cộng của nó sẽ là 6 kim nhé Nhưng mà không phải là 6 kim để mà chạy chức năng chronograph đâu Mà bản này nó có rất nhiều chức năng Mô đun máy của nó sẽ là dòng E610 Nếu mọi người mà đam mê về các mẫu của Citizen ý, Các cái dòng ví dụ như là sáu C660 này, E610 này, H145 hay là các cái 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 dòng mà nó liên quan đến cả à, chức năng của radio control và nó cập nhật theo sóng ấy và nó có nhiều chức năng ấy thì chắc chắn là các anh chị sẽ biết đến với phiên bản này. Giá của nó khá là cao. Nó tương đương với cả một bàn cơ nó còn cao hơn cả bàn cơ luôn. Đấy, em phải nói thật sự là nó còn cao hơn bàn cơ bởi vì nếu mà mọi người chơi về dòng này là các anh chị sẽ biết. À, bản này nó có đây là về thời gian nhá. Khan này là lịch này. Uh, đấy là khi mà mình chuyển chế độ ấy đúng không ạ? Đây là báo thức này, là t tức là local time là giờ địa phương, uh, chronograph uh, thời gian này, đây là lịch này. Đấy, kim 24 giờ này, rồi có cả lịch thứ này, đúng không ạ? Có cả lịch ngày này, có cả chức năng đó là G1T, giờ thế giới. Báo thức rất nhiều luôn. Nói chung là rất nhiều trong trong một phiên bản này. Thì thường với các cái dòng này thì người ta sẽ hay sử dụng đó chính là kính sapphire crystal ra nguyên khối nhá Nên là nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ có cái độ chống trời chống xước rất là tốt Bộ kim và cọc số thì sẽ có dạng quang sáng ở trong điều kiện sáng kém này Ở đây thì mọi người chỉ việc đó là Mọi người rút một đó, rút một núm, núm thôi rút một núm, núm thôi nha Đây là mọi người chuyển về cái chế độ của nô này Đây là mọi người sẽ reset về này đấy thì khi mà cài đặt đấy thì mọi người sẽ reset về thì nó sẽ chạy theo đúng về 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 cái reset về số 12 sau đó là mình sẽ chỉnh các cái chức năng, đúng không? cái này thì em cũng sẽ chỉnh trước cho cả nhà mình còn khi nào mà mọi người mà muốn tìm hiểu sâu hơn về dòng này thì các chị mọi người cứ lên trên Google hoặc là lên trên Youtube mọi người sẽ search với đó là Citizen E610 thì uh, trên uh, Youtube sẽ có rất nhiều các cái video mà người ta sẽ hướng dẫn về cách, cách chỉnh và các cái chức năng chi tiết để mọi người có thể là tự chủ động hơn trong cái việc chỉnh giờ À, tắc tachimeter này, viền đen này, đây là viền cạnh này, theo kiểu dạng sáng bóng nhá Ở bên này thì cái dây em thấy là nó còn một cái lớp siêu Bên này thì mất rồi Đấy, nhưng mà dây của nó thì độ mới của nó còn rất là cao thì nó cũng sẽ vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau đấy dây trúc Hoàng nguyên zin ở đằng sau đáy à cái này thì qua sử dụng rồi mọi người ạ bởi vì đây khi mọi người nhìn kỹ vào trong này nếu mà nhìn xa thì cũng không thấy đâu nhưng nhìn kỹ vào thì ở đây nó đã có các cái vết sức theo thời gian rồi nhưng mà cái này thì nó chỉ gọi là là kiểu như là người ta sử dụng lướt thôi bởi vì em thấy còn rất là mới đây là eco drive pin năng lượng thì cái tuổi thọ pin rất là lâu nhưng mọi tuổi thọ pin à, mọi người không cần phải thay pin sử dụng vài năm thoải mái luôn và gọi là thi thoảng thì mọi người lại phơi nắng và chiếu đèn cho nó một đủ vài tiếng thì, thì tuổi thọ pin nó sẽ lâu hơn ý, nó lại tích năng lượng vào à, và nó có cả một chức năng nữa đó chính là radio control tức là cập nhật giờ theo sóng của đài radio hiện tại thì trên thế giới đang có bốn quốc gia và sẽ có bốn trạm thu phát sóng đó là bên châu âu mỹ nhật và bên trung thế còn đối với việt nam mình thì mình sẽ phải tự chỉnh thủ công thì như em cũng đã có chia sẻ là em sẽ chỉnh giờ trước Thế còn nếu mà mọi người mà muốn tìm hiểu kỹ hơn về dòng này thì các anh chị cứ tìm hiểu về dòng E610 thì sẽ có các hướng dẫn ở trên YouTube. Đấy, đây nha. Uhm, Japan mode đúng không ạ? Và cây China thì cái cây nó sẽ là vỏ. Được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung. đo sai chưa nhỉ? Sa 42.3 này. Càng của bàn này là 50.2. Em cứ đo lại Đây như cổ tay của em là 16.5 Mọi người thấy dây này Rất là dài, dây còn nguyên luôn ấy Đấy, chứng tỏ là trước người ta cũng chỉ sử dụng lướt thôi Chứ cũng em em thấy không 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 có ý gì mấy Rất là mới, nói chung là độ mới của nó còn rất là cao Đấy, nhiều chức năng nhé Đây em sẽ check qua một chút xíu cho cả nhà mình này Mọi người có thể check theo, theo hình ảnh Hoặc là các anh chị có thể check theo cái mạng đáy Em thì em hay trích uh, theo hình ảnh Đây này mọi người này Đó, thì các anh chị thấy không ạ Giá của nó khá là cao Rơi vào tầm chỗ nào thấp nhất là rơi tầm 7 triệu rưỡi rồi À 7 ,8 triệu 8 rồi Đây, một chỗ 11 triệu, 15 triệu Nói chung là thấp nhất là 7 ,8 triệu 8 Đấy, thì các anh chị phải biết là giá của nó Đúng không ạ, của các cái dòng này nó còn hơn cả bàn cơ Đấy, nó hơn cả bàn cơ Tức là nó thuộc vào cái dòng ví dụ như bản cơ cao cấp ấy đấy nó tương đương với cả một cái bản cơ cao cấp ấy đấy và mẫu này thì uh, em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó là 3 triệu rưỡi được vâng ba triệu năm trăm nghìn mẫu này sẽ ở mã 773 3 triệu rưỡi mã 773 rất là đẹp nha nó có một cái uh, cái cái đục mắt đi kèm ít thì các anh chị mọi người về xem theo cái tờ hướng dẫn đấy thì để mọi người tự cắt mắt thì không không cần phải mang dòng cái tiệm để cắt mắt nữa đúng không ạ rất là tiện Di chuyển tiếp theo sang ở mã bốn thì bốn thì tiếp tục em sẽ gửi đến cho cả nhà mình, đó là một cái mẫu siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Đó là một mẫu cơ của Bonchetti. Và ngày hôm nay thì uh, mọi người cũng đều biết rồi. Thứ nhất, đó là cái lô hàng cuối cùng của Bonchetti. Vì là cận sát ngày Tết rồi đúng không ạ? Và không không có lô hàng nào nữa cả. Thứ hai nữa, đó là hôm nay uh, nó nó cận sát Tết thế cho nên là em cũng sẽ để một cái mức giá mà tri ân đến cho tất cả mọi người ở phiên bản này với một cái mức giá mà chưa bao giờ từng có một cái mức giá không lợi nhuận đây là một cái mức giá mà em sẽ bao toàn bộ trên thị trường cho cả nhà mình luôn bởi vì gần như là không có ai bán với mức giá này đâu ạ để mọi người trải nghiệm với các cái mẫu đồng hồ của bên nhà em về cái chất lượng này rồi là các anh chị xem nó có đẹp và xuất sắc như thế nào em chỉ cần là một người nhận được hàng đẹp chất lượng các anh chị mọi người có những cái feedback đúng không ạ gửi đến em thì em phải nói thực sự rất là vui luôn đó là một cái động lực của em để có thể là luôn là có những cái mẫu mã đẹp nhất cho cả nhà mình và chất lượng tốt nhất và hàng chính hãng đó và ở phiên bản này thì em có về đó là một cái hộp rất là to của bố negati đó thì bên trong sẽ được tặng kèm thêm một cái mô hình siêu xe cái mô hình siêu xe lần này về một cam rất là đẹp nhé mọi người nhé mỗi khi được trước về thì uh, nó về đó là màu đỏ này, màu vàng này, màu đen này đấy thì đây là một cái màu cam đúng theo màu của Lamborghini luôn, màu cực kỳ đẹp đấy. Đây là mô hình siêu xe, cái này mọi người về mà các chị bóc hết phần siêu này ra, kể cả mọi người để mang đi tặng hay là để trưng bày là cũng đã rất là ok rồi. Nếu mà mọi người mua riêng cái mô hình này ở trên thị trường em tham khảo là rơi vào tầm 7 cho đến 800 một cái mô hình này đấy nó rất là đẹp luôn. ở bên trong cái ngăn này thì nó sẽ có sổ, à, sổ này, khăn này đi kèm đầy đủ nhá. ở trong cái 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 ngăn này này. nhưng mà em để cái đồng hồ đây thì thôi em không 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 lôi ra nữa nhá. À, đây là hộp. nhìn cái hộp của nó cũng đẹp luôn đúng không? dạ vâng. đây là một cái hộp nhỏ đựng đồng hồ này, một cái mô hình này, một cái hộp lớn như thế này. đây và các anh chị thấy không ạ, đây là một cái siêu phẩm. Uh, của Bonegatti. Nó nằm trong bộ sưu tập của dòng King Speed đó là vua tốc độ. Đó. Thì ở bên dưới này thì nó sẽ có một cái dòng chữ đó là Made in Germany này uh, Ở đây thì uh, nó sẽ có thể hiện đó là Automatic có trợ có tay đi kèm nó Vừa mới bị rơi mất một cái siêu ở đây rồi Đây nó có một cái siêu núm ở đây này à, Nó bị bong mất rồi. Rơi mất rồi của nhà mình ạ Thôi bảo bỏ đi nhá. Đấy. Ở đây thì uh, nó là bản cơ tự động và nó có cả trợ có tay đi kèm thì mọi người có thể là lên có tay Như thế này Đây em sẽ check luôn cái phần có tay cho cả nhà mình nhé Để các anh chị thấy là cái phần trợ có tay của nó Vẫn đang chạy và đang hoạt động Còn tất nhiên là khi mà mình đeo lên tay mình chỉ cần lắc di chuyển như thế này Là nó đã đang chạy và đang hoạt động rồi à, Đây là kim dây Mọi người thấy không ạ? Đây là kim dây Đó đây là kim giờ, kim giờ ngắn ngắn này và đây là kim phút. Và nó lấy ý tưởng từ những cái chiếc gọi là siêu xe thể thao của những gọi là những các cái, cái, cái giải đua công thức một ấy. Vì thế cho nên là nó có các cái chi tiết nó giống như là ở trong cái thiết bị của xe ô tô. Ví dụ như ở đây em rút núm ra cho mọi người xem nhá. Khi em xoay này thì mọi người thấy giống cái này nó giống cái vô lăng không ạ? Đấy. Đây là cái chữ B này và cái 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 kim phút này nó giống y xì như cái vô lăng luôn. Đó, thì còn ở đằng sau này thì nó lại có một cái 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 gì cái cái, cái cái nó giống như là cái la răng ở bánh xe này. Đấy và khi ánh sáng nó chiếu vào mọi người thấy cái đường phay xước của nó đẹp không ạ? vâng. Nhưng mà quay trở về cái đằng trước này trước nha thì cái mẫu này ý, là cái mặt nền của nó, nó sẽ là một cái mặt mặt nền trơn. Đúng không ạ? Mặt nền trơn. Và nó có ghi ở đây đó là độ tích cót này, 42 tiếng, power uh, 42 tiếng power resource. Đấy, Bonegati original Design. À, tần số dao động của nó là 21.600 pph. Ở đây nó có cả kim 24 giờ một ngày. Thì mình cũng biết là thời gian này đang là ban ngày hay ban đêm. Đấy, mặt đồng hồ rất là đẹp nhá. Kính thì tất nhiên sư sẽ sử dụng đó là dòng kính sapphire crystal sang nguyên khối rồi và nó giúp cho đồng hồ của mình chống chảy, chống xước rất là tốt. Thì ở đây là cái phần viền này, nó sẽ có phay xước này. Sáng bóng này, kết hợp với nhau này, cạnh này, đúng không ạ? Ở đây nó sẽ có chữ của nó sẽ là Bonetti Và đây là đằng sau đúng không? Đây, là, đây là núm này đó mặt trước này mặt sau Đấy, độ chống nước của nó sẽ là 13 kính sapphire crystal trong nguyên khối nhá à, mã của nó sẽ là bg 8601 g đây là original design Đấy, có chữ dòng chữ made in Germany ở đây Đây thì mọi người có thể thấy là đằng sau đáy đây Rất là đẹp luôn Tiếp theo là về bộ dây Thì cái dây này sẽ sử dụng đó là bộ dây silicone Vì bên trên này nó sẽ được bọc ra Và nó sẽ có hai cái đường chỉ màu vàng Đấy, bên trong nền 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 của nó màu vàng Cái chỗ này thì nó giống với cả cái chỗ mà cái vạch chỉ số tốc độ ấy Đấy, đây là dây Đấy, và đây là chốt khóa Nguyên zin tác mát cũng sẽ có đầy đủ Các anh chị có thể check theo mã đó là BG8601 uh, Form thì giống với cả của Audemars ghê nhé Mẫu này thì có sai mặt đó là size 42.5 Và càng của phiên bản này sẽ là 48.5 bạn này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi tò một chút. Đấy, tặng kèm mô hình siêu xe, đẹp, xuất sắc. Nói chung là mọi người đeo tay ở bàn này thì không phải chê một điểm gì. Nhưng cái mẫu này thì sẽ dành cho các anh nam tổng cổ tay từ 17 trở lên. Và mẫu này thì... Đây nhé, mẫu này thì em cũng... chắc luôn cho cả nhà mình ở mẫu này này. Đấy, đây ạ. À là mẫu này sẽ ở mã đó là mã BG 8601 nhá đây BG 8601 này à, thì hiện tại là trên thị trường đang bán với mức giá đó là 11 triệu 500 nghìn và sale cuối năm đây chắc là đây giảm 30 là còn 8 triệu đấy thì các anh chị thấy là hiện tại giá mức giá tại các store hiện tại đang là 8 triệu đó gần là, là đấy là giá đã sale rồi đây là viền cái mẫu này thì bình thường ấy thì mọi người cũng đều biết rồi đúng không ạ là Em đang bán với mức giá ở phiên bản này đó là 6 ,8 triệu 8 Và hôm nay thì em cũng xin phép là sẽ Cũng chiên đến cho cả nhà mình ở phiên bản này Bởi vì là bây giờ thì cũng sát đến Tết rồi Và đây cũng là lô hàng cuối cùng của gatti Và mẫu này thì em cũng xin phép là chiên đến cho cả nhà mình Với phiên bản này Thì em cũng xin phép anh chị nào một người đã chốt trước đó với mức giá cũ nhé Thì trước đó thì là về màu khác cơ thì lần này em về là màu vàng thì mẫu này thì thôi em cũng chiên cho cả nhà mình dịp cuối năm à, mẫu này bình thường là em bán 6 triệu 8 và ngày hôm nay thì em cũng uh, cho chơi lớn này được vâng. để luôn cho cả nhà mình cái mẫu này đó là 5 triệu 850 nghìn được vâng 5 triệu 850 nghìn và mẫu này sẽ ở mã 774 mẫu này sẽ ở mã 774 thật sự luôn là giá cực kỳ là tốt luôn đúng không ạ bao giá gần như là toàn bộ thị trường cho cả nhà mình thì mọi người thấy là chưa bao giờ có cái mức giá như thế này đây là cái lời tri ân cảm ơn của em dành đến cho tất cả mọi người đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với em trong suốt thời gian qua và cũng như là trong video ngày hôm nay à, vâng đó là ở mã 774 nhá tiếp theo sang ở mã 775 à, đối với phiên bản 775 thì à, em sẽ lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu mẫu cơ mẫu cơ đem lên một cái mẫu cơ nữ đi cái mẫu cơ này nó là của Sertina đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của thụy được vâng và bàn này là bàn sweet mẫu này lưu ý cho em đây là mẫu cơ cốt chứ nó không phải là mẫu cơ auto đâu nó là cơ cốt nha mọi người nha tức là cơ lên dây và bàn này nó chỉ chạy hai kim thôi thì cho nên là mọi người mà muốn theo dõi thì các anh chị có thể là chỉnh theo đúng giờ hoặc nếu không thì các anh chị mọi người chập hai kim vào là một sau đó mọi người đợi một phút thôi thì bắt đầu nó sẽ nhích cái kim phút đi vì nó chỉ hiển thị hai kim thôi ạ Đấy, đây là mẫu cơ tự động có cót này. Mọi người nghe được tiếng cót không ạ? Đó, Sertina. Và ở phiên bản này thì nó có một cái thiết kế đó là một cái form dáng vuông và dây của nó sẽ là một cái dây lụa đúc nha, dây lụa đúc này. Đấy, dây này, chốt khóa này, bấm này. Đây ở bên trong đây nó sẽ có chuyện đó chính là 925. Tức là bàn này của nó sẽ là một cái bàn toàn bộ đều được làm bằng bằng bạc ấy, bạc 925. Đấy, ở đây nó cũng có một cái tem 925 nhỏ xíu ở đây nữa này. Bản này dành cho các chị nữ thôi. Size là size 22. Và càng của phiên bản này đó là 33.5. Thì khi mà mọi người đem với các cái phiên bản mà bạc đúc ấy thì mọi người biết là nó sẽ rất là tốt cho sức khỏe của mình đúng không ạ? Nó cản gió. Nó không chỉ dừng lại ở một cái gọi là cái, cái 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 đồng hồ mình xem giờ này, một cái đồng hồ để mình làm thời trang ấy, đúng không ạ? Phụ kiện thời trang mà nó còn là một cái cái giống như là một cái để bảo vệ cho sức khỏe của mình nữa. Đấy thì cái này dành cho các chị nào mà nữ tay tầm 16 trở xuống nhé Hoặc là tay 17, à, 16.5 trở xuống như thế em này Là mọi người sẽ đeo ok cả 16 đeo được, 15, 15 năm đeo được nhé Vì là khi mọi người bóp dịch cái càng này vào là sẽ ok này Đó và ở bàn này thì uh, máy Thụy, co có cót của Thụy ạ Món này thì em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình đó là còn 2 triệu rưỡi 2 triệu 500 nghìn Bàn này sẽ ở mã 775 Mã 775 2 triệu rưỡi Tiếp theo sang ở mã 776 về 76 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Tích Nót Ở cái bản Tích Nót này là mẫu Tích form vuông Chất liệu tung ten Nói chung là các dòng Tích Nót này thì mọi người biết là bình thường em về Khi mà đấu về thì giá của nó nó phải dao động nó rơi vào tầm khoảng độ 2 triệu tư hai triệu rưỡi rồi Đúng không ạ? Mọi người đã đều quá quen thuộc với các cái mẫu Tích Nót này rồi Cái này là cái hộp của nó nhé Cái hộp của nó thì hiện tại bây giờ mọi người biết là Uh, đây là cái hộp từ ngày xưa mà tích vẫn còn là thương hiệu của thụy sĩ tất nhiên là nó vẫn sử dụng máy nhật thôi bởi vì là tích thì nó có những cái phiên bản sử dụng máy nhật và nó có những phiên bản sử dụng máy thụy chứ nó không phải là sử dụng máy thụy toàn bộ đâu ạ đấy thì ở bản bản tích pin này nó sẽ sử dụng máy nhật này thì đây là cái hộp ấy đúng không ạ hộp và cái mẫu là từ gọi là cái thời mà tích vẫn còn là của thụy và hiện tại bây giờ người ta không còn sản xuất lại cái mẫu này nữa đâu đấy bây giờ là người ta sản xuất sang cái kiểu hộp này là một này đúng không? và các cái mẫu kiểu như bây giờ như thế này là hai này đấy thì cái, cái cái này là cái hộp và cái sổ của nó là mất sổ rồi nhé mọi người nha mất sổ rồi nó chỉ còn nguyên đồng hồ thôi. bản này thì uh, hiện tại là nó đang hết pin ấy thì trước khi gửi đi đơn đi cho cả nhà mình thì em cũng sẽ uh, thay pin đầy đủ cho cả nhà mình sau đó thì em sẽ gửi hàng Thì cho nên là mọi người hoàn toàn là yên tâm đấy thì đây là bản ticknot bản này nó có một lịch ở vị trí góc 6 giờ kính sapphire chất liệu tung teng nhé. Mọi người đều biết là chất liệu tung ten nó là một chất liệu nó giống như đá Nhưng mà nó sẽ lại cao cấp hơn đá Bởi vì là cái độ bóng sáng của nó tốt hơn Độ chống chơi xuống sức tốt hơn Độ cứng tốt hơn Đấy Tốt hơn đá ceramic Bởi vì mọi người mà chơi về các cái dòng đá tung ten Hay là chơi về các cái dòng đá ceramic thì mọi người đều biết Kể cả mọi người đeo bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì những cái phần nào mà thép ấy đúng không ạ? nó có thể là nó bị chảy xước lên tem em rồi thế nhưng mà riêng mà các cái phần chất liệu tung tem này này nó vẫn như mới luôn chỉ cần gọi là lấy cái khăn mình lau sạch đi vệ sinh sạch đi á nhìn cái đồng hồ lại như là mình mới mua ấy nó rất là hay như thế đây nó vẫn còn nguyên tem này mà nó hơi bị bong chóc đây chút xíu bởi vì cái này là do thời gian thì không thể tránh khỏi được và tác của nó đây mọi người thấy tác của nó không ạ đấy 78.000 yên tức là nó tương đương với khoảng độ hơn chục triệu đây là đằng sau đáy nhá, Sapphire, đội chống nước là 3TM Mẫu này thì dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ Hơi to thì đeo được nhé Bởi vì là cái càng này của nó rộng này Size 26.7 ạ Và càng của mẫu này Là 48.6 Đấy, đây Mọi người đeo tay như thế này, mọi người thấy sáng không? Rất là sáng, bóng và rất là đẹp luôn Bạn này thì bình thường thì em cũng đã có chia sẻ là bình thường thì các cái mẫu này về là em sẽ đấu về thì em đang bán với mức giá đó là 2 triệu 4 hoặc 2 triệu rưỡi Thì hôm nay em cũng xin phép là sẽ sell chiên cho cả nhà mình có 1 triệu 9 nhá 1 triệu 900 nghìn mã 776 Đó, 1 triệu 9 mã 776 Tiếp theo sang ở mã 777 777 thì em lên cho cả nhà mình À đây, em lên cho cả nhà mình mẫu này Mẫu này là mẫu của Citizen ở cái bản Citizen này thì em tôi có về làm hộp này, sổ sách đầy đủ này, có mã đầy đủ. Bản này thì được mua từ ngày 26 tháng 5 năm 2022. Đúng không ạ? Và có chuyện dấu tem đầy đủ ở đây. Hộp đầy đủ. Đấy. Đây, cái, cái bản này này thì nó như thế này nhé Tức là cái dây này thì nó sẽ là dây zin. Rồi bằng cái này nó sẽ là dây của hãng luôn. Thế nhưng mà cái dây này là chủ cũ là người ta đã lên một bộ dây này rồi và tất nhiên là cái bộ dây mà người ta đã 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 thay ấy, thì chắc chắn là một cái bộ dây cực kỳ đẹp nó cũng là dây cao su đấy nhưng mọi người thấy dây cao su này dày không ạ? Dây cao su đúc luôn đấy, rất là dày luôn nha. Thì mọi người thấy này, đấy và màu của nó nó cũng rất là hợp với cái màu mặt khóa này. Người ta đã lên một cái bộ khóa bấm thông minh rất là tiện lợi. Ở đây bàn này thì có độ trúng nước rất là tốt bởi vì nó là dòng diver 200m tức là dòng đạn lỗi nó có thiết kế đường xoay này, núm ren này, đáy vặn này. Và thường thì dòng lặn lội thì bao giờ có dạ quang của nó cũng sáng. Đấy, dạ quang rất là sáng hơn cho những cái sáng kém nhá. Hai ô của sổ lịch thì nó sẽ có một cái lịch thứ và một lịch ngày. Mẫu này là cũng là vừa cơ tự động vừa có trợ có tay. Cái này không phải bị làm sao nhá. Cái này là em dán cái giá. Đấy. Cậy đi là hết thôi mọi người ạ. Đấy thì nó dán cái giá là dính cái keo ấy. Đấy là hết rồi Đây mọi người thấy đây Mặt màu nâu cà phê nhá Đây là viền này thì cái màu của nó sẽ hơi giống như màu đồng một chút Đây mọi người xem ở đằng sau đáy đây Đằng sau đáy này thì nó sẽ ghi đó là Japamot và cây China Thì cây là vỏ thôi Đúng không ạ? Được sản xuất tại nhà máy của Citizen được đặt tại bên Trung cái này thì mọi người quá quen thuộc với các cái cái, cái, cái thông tin này rồi bởi vì là các cái thương hiệu Citizen, Selco hay Orange họ đều có các trụ sở được đặt ở bên nước thứ ba nhưng mà vẫn phải theo dây chuyển công nghệ của hãng cũng giống như là của iPhone thế đúng không ạ? Họ đặt, đặt ở bên trung nhưng mà vẫn phải theo tiêu chuẩn dây chuyển công nghệ của hãng và dùng iPhone em phải nói thật sự rất là bền luôn mặc dù là họ từ năm này ra năm họ nọ thì họ cũng chỉ có một vài gọi là các cái cái cải tiến một vài chức năng thôi chứ còn form kiểu dáng vẫn y xì như thế đấy thế nhưng mà mọi người thấy là gần như là sử dụng iPhone cực kỳ bền đấy mẫu này là size 40.8 nhé và càng của mẫu này đó là 50.3 đây cái này thì chủ cũ là người ta cắt dây cũng để em mở cái này ra đây người ta người ta đã cắt dây cái này là cắt dây đấy là người là là tay của chú cũ là em xem nào đó, tay cũng khá là to đây Mọi người thấy không? Còn thừa ra bao nhiêu cơ Tay người ta rất là to luôn mọi người ạ Thế mà người ta vẫn đeo cái bản mặt đầu hồ này luôn ý Đây tay thừa ra bao nhiêu Cái này là phải rơi vào tầm khoảng độ 18 rồi Đây là tay 18 rồi Đấy còn thừa cả một ngón tay của em đi này Đó Nếu mà tay mọi người mà nhỏ hơn ý Thì các anh chị mọi người phải cắt dây nhá Cái này là dây cắt chứ không phải là dây Dây dây, dây đục giống như các kia đâu Đúng không ạ? Dây cắt thì các anh chị mọi người phải cắt dây hoặc các anh chị có thể đầy gì cái chốt này vào nhưng cái này em nghĩ là mọi người à có thể là có thể đầy vào mọi người có thể đầy vào đấy và mẫu này thì uh, nó sẽ sử dụng máy cơ của Citizen đúng không ạ và tần số dao động là 21.600 nói chung là về thông số chung của các cái bản cơ của Citizen đúng không ạ các bộ máy của Nhật thì mọi người đều biết rồi bản này uh, sẽ có đó là một cái bộ dây dây như thế này đồng hồ như thế này thì khi mọi người nhận hàng thì các anh chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé Đây em check luôn cho cả nhà mình xem ở bàn này Mọi người có thể check theo mã Hoặc là Mọi người thể check theo hình ảnh Đây để em check luôn cho cả nhà mình luôn Em thì em hay check theo hình ảnh luôn vì em lười Mạng hơi chậm Mọi người đợi em chút Đấy mẫu này thì gần như là thị trường Việt Nam mình không có mấy đâu Rất là ít luôn Đây, đây là mẫu của nó nha Mẫu này không phải nha mọi người nha Mẫu này là mẫu khác, mẫu này là mẫu pin Còn đây là mẫu cơ này Đấy, thì ở đây Đây có mức giá luôn đây này mọi người này Ở đây đang là 10 triệu 340 nghìn 8 triệu 2 8 triệu 2 Đấy thì mọi người thấy là giá nó sẽ dao động rơi vào tầm khoảng độ từ 8 triệu trở lên đối với phiên bản này. Đúng không ạ? Đây là viền cạnh mặt. Mặc dù là đã qua sử dụng nhưng độ mới của nó còn rất là cao. Bản này thì bình thường em cũng bán dao động rơi vào tầm khoảng độ hơn 4 triệu ở phiên bản này. Món này thì hôm nay em cũng sale để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình đó là 3 triệu 8. 3 triệu 800 nghìn nhá. Mẫu này sẽ ở mã 777 3 triệu 8 mã 777 Đấy thì khi mọi người nhận hàng sẽ nhận đầy đủ tất cả các cái phụ kiện tức là trên video em giới thiệu như thế nào thì khi mọi người nhận hàng sẽ nhận đầy đủ như vậy. Tiếp theo sang ở mã 778 á, 778 sẽ lên một cái mẫu nữ này, đó chính là mẫu của Burberry thương hiệu của Anh và ở bàn này là phiên bản Swiss Made máy Thụy nha. À, bàn này chỉ size nhỏ lắm, đúng không Mặt của nó như một cái cúc áo thôi, không phải cúc áo mà nó to hơn cổ ta co to hơn ngón tay của em một chút. Đấy, cọc số là mã này và nó có khảm sờ gừ phía bên trong, hai kim. Đây là mẫu pin Thụy đây là mặt trước mặt sau thương hiệu của anh đúng không ạ đây là logo biểu tượng của 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 Burberry nói chung là đội nhận diện thương hiệu của Burberry cực kỳ cao luôn đấy kẻ caro này hoặc là một cái cự sĩ ngồi trên con ngựa này đấy và đây là Burberry nhá dây da này dây da rất là xịn nhá mọi người nhá bởi vì Burberry họ chuyên về đồ da à, nước hoa này rồi là quần áo này giày giày da các thứ kiểu là nhiều lắm rất nhiều luôn ở mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 25.5 À, càng ở phía bản này đó là 30 đây cái này thì uh, cho chị nào Ở tay nhỏ xinh xinh thôi chứ tay em thì to nên là đâm ra là tay em đeo và nó sẽ bị choán mất cái cái cái, cái mặt đồng hồ bạn này thì uh, em cũng thanh lý luôn cái mẫu này cho cả nhà mình nhá cũng kỷ niệm luôn cho các chị và mẫu này còn một triệu rưỡi một triệu rưỡi thầy với cả nhà mình chẳng ai đâu người ta bán Burberry với mức giá là một triệu rưỡi đó mã 778 tiếp theo sang ở mã 779 ạ. 779 thì uh, em lên cho cả nhà, nhà mình mẫu cơ này, đây là mẫu cơ của Clover thương hiệu này thì nó sẽ là một thương hiệu của ý. bản này là bản automatic có trợ có tay đi kèm nhá, nó có kim dây này, nó có uh, kim 24 giờ một ngày, lộ tim ở vị trí góc từ 6 cho đến 8 giờ, đấy độ chống nước là 10 atm, mặt kính rất là đẹp, chưa hề có một vết chảy xước gì cả và đặc biệt là chi tiết niềng này, nó sẽ là một chi tiết niềng đá ceramic này, núm này mặt trước này mặt sau này angel clover ceramic này stainless dây này chốt khóa này đúng không italian design äh, italian leather dây da của ý mẫu này dành cho anh nam tay vừa và hơi to size 42.8 và càng của mẫu này đó là 49.6 đấy ở bàn này thì uh, mặt trắng này dây trắng này đẹp nha ôm tay này thấy chưa bàn này thì nó sẽ thiên về phong cách cá tính một chút xíu mẫu này em để luôn kỷ niệm cho cả nhà mình là còn 2 triệu 450 nghìn 2 triệu 450 nghìn mã 779 2450 mã 779 Tiếp theo sang ở mã 780 và cũng là mã hàng cuối cùng Ở trong video ngày hôm nay thì à, em lên cho cả nhà mình đây là mẫu vật của Savato thương hiệu của Ý nhé Đây là mẫu uh, Sabato mà có một cái thiết kế cũng gọi là cá tính một chút đúng không ạ cũng là sử dụng đó là dây silicon màu trắng và này thì có kim 24 giờ, có kim dây chrono nô và có thời gian đo tốc độ tối đa. Cái phần viền niềng này thì nó được làm bằng chất liệu đá ceramic này, nên là chỉ lau đi mọi người thấy không? Nó lại rất là sáng. Kia là em để nó bị bụi. Đấy, lau đi này. Đây cái viền này em lau chữ cái chữ Sabatomara này. Đấy. Là nó sẽ sáng ngay. Đây mọi người bên trong này, mặt này rất là đẹp luôn nha. Em để cận sát màn hình cho mọi người xem núm ạ Đây là mặt trước và đây là mặt sau Japan Chunokurap này Độ chống nó là 10 tm này Dây silicon nhé Chốt khóa này Nói chung là ở bản này thì đeo lên tay nó rất là đẹp Ôm tay Đấy, Dây silicon độ đàn hồi tốt Cái mẫu này thì dành cho anh nam tay to cơ Nhà tay nhỏ không đeo được ở bản này Size bản này là size 46 Càng của mẫu này đó là 47.5 Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là còn một triệu rưỡi Dạ vâng sale luôn, kỷ niệm luôn cho cả nhà mình Dạ vâng, và mọi người có yêu thích ở phiên bản nào, đồng hồ nào thì các anh chị có thể là liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số zalo của em Đó là số 08 58 58 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận Dạ vâng, và cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với em Thì các anh chị mọi người uh, uh, yêu thương thì cho em xin các lượt thả like ở video cũng như là các lượt follow kênh Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở trong video tiếp theo ạ